Ngày hôm nay, VinFast vừa công bố thử nghiệm thành công mẫu xe buýt điện, một trong những dự án mới nhất của hãng xe Việt. Các nhà sản xuất xe buýt diesel truyền thống tại Việt Nam chắc hẳn sẽ phải lo lắng và suy nghĩ khi nhìn thấy sản phẩm này. Thoáng nhìn có thể thấy, thiết kế của xe buýt VinFast rất hiện đại, được trang trí với họa tiết màu xanh, biểu trưng cho sự thân thiện với môi trường. VinFast vẫn chưa công bố bất cứ hình ảnh nào về nội thất. Đại diện của VinFast cũng cho Tipca biết rằng chiếc xe vẫn đang trong một giai đoạn hoàn thiện. Trên xe có Wi-Fi miễn phí, màn hình giải trí, cổng sạc USB và nhiều trang bị khác. Khối pin eBus 281kW, nếu sạc bằng chạm sạc 150kW thì sau 2 giờ sẽ đầy và có khả năng vận hành từ 220 đến 260km. Giai đoạn đầu, VinBus sẽ tập trung vận hành tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Phú Quốc với số lượng xe dự kiến từ 150 đến 200 xe. Giá vé hứa hẹn sẽ rẻ hơn xe buýt truyền thống, khoảng 3.000 đến 10.000 đồng một lượt. Vé tháng 50.000 đến 200.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi hay những người thuộc hộ nghèo. Đây thật sự là mong chờ của hàng triệu người dân ở các thành phố lớn. Không có bất cứ một tiếng ồn ào trong quá trình xe di chuyển. Xe máy, xe đạp đi sau không bao giờ phải hít khói. Môi trường thành phố sẽ xanh sạch hơn.